Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến số con cô bạn anh bản cùng nhá. Chúc tất cả mọi người một buổi trưa thật vẻ. Thì trưa hôm nay mình sẽ tiếp tục lên hình. Thì trưa hôm nay mình giới thiệu cho người một nô cần ISO, một nô cần ISO thập cẩm luôn, từ đọt to đọt nhỏ đầy đủ hết rồi nhé. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết, mình lại giới thiệu qua đây là bảng số điện thoại của mình. Bảng số điện thoại này mọi người liên hệ trực tiếp cho mình để chốt đơn hàng hoặc là tư vấn trực tiếp nhé. Mọi người để kết bạn Zalo qua số điện thoại này để nhắn tin yêu cầu hình ảnh video gì đó thì mình sẽ gửi cho người xem. Còn tên mình là Thế Anh, số điện thoại mình là 0326 267 369. Mọi người lưu vào khi nào cần gọi điện cho mình hoặc là thắc mắc bất cứ gì đó gọi điện trực tiếp cho mình sẽ giải đáp cho mọi người đó. Thì mình báo giá tất cả trên giá trên thân cần này, số bộ hồng phí ship mỗi đơn cần sẽ có đến 40.000, 40.000 gọi ship code đến tận nhà cho mọi người có thể kiểm tra hàng trước khi tiền cho mình, kiểm tra hàng trước khi tiền nhé. Thì giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về cây cần một. Cây cần đầu tiên sẽ giới thiệu cho người đây một cây cần có mã 315, 315. Đây là cây cần của Shimano của mình nhá, một cây cần của Shimano này. Cây này là cây carbon holiday ISO HG đợt số 2 và dài 5,4. Cây này sản xuất tại Singapore này, Singapore mọi người nhá. Đó, màu holiday rất đặc trưng, rất là đẹp luôn mọi người nhá. Cây này thì ngoại hình bên ngoài có chảy xước răm răm, đó, chảy xước lông mèo nhá, đó, chảy xước sơn thôi, không ảnh hưởng như phôi. Cây này thì sử dụng dàn là dàn khoen bát Fuji. Dàn khoen bát Fuji F6 này và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sám khói nguyên bản đều răm rắp đó, sám khói nguyên bản nhé, đều răm rắp nhé. Rồi chúng ta đi kiểm tra phôi bên trong. Đây đó, đây đó, số 2 khá là to, khá là bự nhé. Đó, carbon xoắn lò xo xoắn vòng nhìn rất chắc chắn nhé. Này mình rõ không, đó nhìn rất là đẹp mọi người nhé. Phôi bên trong thì hiện tượng nó ít xước hơn bên ngoài, phôi trong hiện tượng ít xước hơn bên ngoài nhé. Đây, đó bây giờ chúng ta thấy xước này, xước mấy nóng to này hay hay bị xước hơn nhé. Đó, đây. Nói chung đánh xước bên ngoài này thì nó chỉ là xước sơn thôi, không xước gì đến phôi đâu mọi người nhé. Đảm bảo cho người câu cá luôn. Đó, tải thoải mái nhé. Cây cần này thì một cây cần 54 đợt số 2, cây này có thông số là đọt sẽ đọt 1.3, đọt 1.3 này. Ống phi gốc là ống phi gốc 21. Cân nặng con này nặng sẽ nặng 227 g, 227 g, khá là nhẹ mọi người nhá. 54 đầu số 2 này. Cái này có mã là 315. 315 sẽ để cho người giá là 650.000, 315 650.000. Rồi tiếp tục chúng ta là 316. 316 thì chúng ta có một cái cần là một cái cần Olympic, một cái cần Olympic này, một cái cần đời cao nhá. Đây là cái miếng dán phản quang nhá, người ta dán đấy. Đây người Nhật người ta dán nhá. Đó. Cây cần này một cây cần hàng hệ mọi người nhé, mới cần hàng hệ nhé. Cây này thì có thông số nó dài 5,3 và đọt 1.5, 5,3 và 1.5 này, ngoại hình rất là đẹp, ngoại hình rất đẹp nhé. Đó, cực kỳ ít xước, cực kỳ ít xước. Cây này thì là một cây cần sở hữu dàn khoen bát Fuji, bát đời cao này, bát titan này, bát titan NS6 này, đó bát đời cao rồi nhé. Và tới dàn khoen là dàn khoen Fuji Six chân đen, dàn khoen Fuji Six chân đen nhé, nguyên bản nhé, đều răm rắp luôn, mắc đẹp luôn nhé. Đó, cây cần này đẹp gần như hoàn thiện luôn. Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Đây, đọt 1.5 thì nó khá mảnh mảnh đấy mọi người nhé. Đọt này nó rơi tầm 1 ni mốt gì đó. Đó, phôi đây. Phôi thì carbon xoắn vòng lại nhé. Phôi carbon xoắn vòng này. Đó. Phôi rất là đẹp luôn nhé, không thấy xước nhé. Đâu người này. Phôi không biết xước luôn người ạ. À đây, chúng ta bây giờ thấy hước hơi xước răm răm này. Đó, cây này đánh giá đẹp thì đẹp 90%. Đẹp 90% mọi người nhá, gần như mới tinh luôn đấy. Đó đây. Với cần hàng hệ Olympic dài 53.5. Cây này có thông số ngọn sẽ là ngọn 1,1 ni này. Ống phi gốc là 21,2 này và cân nặng con này nặng 220 g, 220 g với cần hàng hệ. Đó. Bát titan khoen Fuji chân đen. Đó. Cây cần này một cây cần có mã là bị bay mất mã mọi người ơi. À đây. Mã con này sẽ là mã 316, 316 sẽ để cho người giá là 900.000, 316 900.000. Tiếp tục 37. 37 chúng ta có một cái cần lại tiếp tục Shimano nhá, một cái cần của Shimano này. Đây là một cái cần Shimano Holiday ISO XT. XT. Cái này chiều dài 53 đọt số 3. Sản xuất ở Indonesia này. Cái này ngoại hình bên ngoài định có chảy xước nhá, chảy xước răm nhá, chảy xước răm nhá. Đó, tem xuất vàng đầy đủ này. À, dàn khoen này, cái này sử dụng là sử dụng dàn khoen bát Fuji F7 này, bát Fuji F7 này, đó rất là mượt mà nhé, bát Fuji F7 này và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sám khói, dàn khoen Fuji đã sám khói còn đủ khoen rồi nhé, không thiếu khoen nào nhé, không lỗi nhé, đó,
Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Đây, đọt số 3 khá to mọi người nhá. Đọt con này thì là mình thấy nó hạ mất khoảng tầm 15 phân. Hạ khoảng tầm 15 phân mọi người nhá. Hạ 15 phân thì cái đọt này bây giờ nó cứng tương đương với đọt số 4, đọt số 5 nhá. Đọt số 4, đọt số 5. Đó mọi người về không phải hạ luôn. Cứ thế là câu thôi. Đây, con này thì nó có định vị nóng luôn mọi người nhá. Đây định vị nóng đầy đủ này. Cắt bong sắn vòng, sắn cộ. Đó định vị nóng này. Mọi người nhá, định vị nóng đầy đủ nhá. Đây phôi bên trong này. Phôi bên trong thì bên trong có xước răm nhá. Phôi bên trong thì có xước răm mọi người nhá. Ở đây xước này. Đó. Đây, cái này có xước răm bên ngoài mọi người nhá, có xước răm nhá. Xước này không ảnh hưởng đến phôi cả, mọi người có thể dùng thôi, tải cá thoải mái. Với cần Holiday ISO XT53 đọt số 3. Cây này thì nó có thông số là ngọn ngọn 1.6 này, ngọn 1.6 này. Gốc sẽ là gốc 21.6, gốc 21.6. Và cân nặng con này sẽ là nặng 282 g. 282 g khá là nặng. Cây này có mã 317 sẽ để cho người giá là 650 ngàn. 317 650 ngàn. Tiếp tục 318 chúng ta có một cây cần, cần cổ điển. Một cần cổ điển. Đây là một cây cần của Olympic mọi người nhá. Một cần Olympic này, dài 5m4 này, 5m4 này. Đó. Carbon hình con sư tử đấy mọi người nhá. Đây, đây ngoại hình này. Đó, ngoại hình thì còn khá là đẹp, bên ngoài khá bóng bẩy. Hàng nội địa mọi người nhá. Hàng nội địa này, 318. Cây này thì là sở hữu dàn khuyên Bát Fuji F7 này. Bát Fuji F7 này. Và dàn khuyên là dàn khuyên Fuji đá sám khói. Dàn khuyên nguyên bản Olympic rất là đẹp mọi người nhá. Đó. Đây, dàn khuyên Fuji đá sám khói nhá. Mình không nhầm, cái này sẽ là cái dạ quang mọi người nhá. Dạ quang câu đêm ấy. Đó, đều chưa? Đẹp chưa? Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Đây, đọt con này sẽ tương đương tầm đọt số 4 mọi người nhá. Tương đương đọt số 4 này khá là to này. Đó, phôi. Con này sơn thì có nước sơn là sơn nhám bóng, thế là vết xước nó cực ít mọi người nhá. Đó. Cực kỳ ít xước mọi người nhá. Đây, thì rất là đẹp luôn. Đây, chúng ta thấy xước rồi này. Đây, chúng ta bây giờ cũng có xước nhá. Có xước nhá. Xước thì xước sơn không hiểu như phôi cả. Mọi người yên tâm tải cá thoải mái. Đây. Đó, có xước nhá. Với cần hàng cổ điển, hàng hiếm, hàng nội địa. Này. Cây cần này là một cây cần có thông số là có mã 318 này. 318 nó có thông số là đọt sẽ đọt 2 ni này. Đọt 2 ni này. Ống phi gốc là 26,9 và nặng con này nặng là 430 g. 430 g. Đó, một cây cần này cho bác nào câu xa bờ một tí mà có rau muống nhất là cỡ 7 cái này ok nhá. Cây này có mã là 318. 318 sẽ để cho người giá là 700 ngàn. 318 700 ngàn. Tiếp tục 319. 319 thì chúng ta có một cái cần này, một cái cần Nissin. Một cái cần Nissin nhá. Đây, Nissin này. Đây, made in Japan thôi nhá. Đó, hàng nội địa rồi nhá. Hàng nội địa nhá. Đó, Nissin này. Bài Nissin này. Đó, Japan. Một cái cần hàng nội địa. Cái cần này ngoại hình bên ngoài còn khá là đẹp rồi nhá. Ngoại hình còn khá là đẹp nhá. Nhưng thông số con này thì thông số dài 4m. Con này thông số dài 4m rồi đòi 1.5. Ansta này, đó, sơn nấp nánh rất là đẹp luôn. Cây này thì sở hữu dàn khoen là dàn khoen Bát Fuji là bát titan rồi nhá. Bát titan này, bát NS6 này, bát NS6 này, đó. Và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản, dàn khoen nguyên bản nhá. Đó, này. Cái này thì đọt chúng ta sẽ kiểm tra đọt nào. Đọt con đọt khá là mảnh thôi. Đọt con này là một ni mọi người nhé. Đọt còn là một ni. Đó. Phôi carbon xoắn vòng kêu rất là cộm luôn rồi nhá. Phôi cực kỳ ít xước rồi nhá. Phôi cái này cực kỳ ít xước nhá. Cực kỳ ít xước. Nó đánh giá ngoại hình con này còn khá là đẹp. Khá là bóng bẩy. Cái này có mã là rồi mình bị rơi mất mã rồi. Để mã lại đây. Con này có mã 319. 319 cái này thì có thông số là đọt sẽ là đọt 1 ni. Đọt 1 ni này. Và ống phi gốc sẽ là 20,9. Còn cân nặng thì nặng 143 g, nặng 143 g. Cây này có mã 319 sẽ để cho mọi người giá là 700 ngàn. 319 700 ngàn, duy nhất một cây mọi người nhé. Nissin ra bàn luôn. Rồi tiếp tục chúng ta đến mã 320. 320 chúng ta có một cây cần Daiwa, một cần Daiwa nhá. Đó, carbon xoắn cộm này. Đây, carbon xoắn cộm này, mono carbon này. Cây cần này một cây cần có thông số là dài 53 đọt số 2.
Đây, còn thông số thuộc của nó sẽ 5m32 này, thu gọn 117 cm này, và có 5 khúc đó, monocarbon nhé. Đây phôi bên ngoài này, phôi bên ngoài thì có sức răm nhé, phôi bên ngoài thì có sức răm đó, ngoại hình. Cây này thì sở hữu dàn khuyên bát Fuji này, bát Fuji F7 này, có chân cao su nữa nhé, có chân cao su nhé đó, và dàn khuyên là dàn khuyên Fuji đã sắm khói nguyên bản, dàn khuyên Fuji đã sắm khói nguyên bản chưa thay thế nhé, đó nhìn rất là đều luôn. Rồi chúng ta kiểm tra phôi bên trong. Đây, đọt con này đoạn khá là to rồi ạ. Đọt khá là to này. Đọt con này chắc là tầm 1 mm 1 mm 2 gì đó. Đây. Đó. Carbon xoắn vòng. Phôi bên trong thì cũng có xước, mà xước chỉ xước phải phải qua mọi người nhé. Xước ít hơn ở ngoài rất là nhiều. Đó, bên trong phôi thì mọi người không phải bàn nữa, nó đẹp như nào rồi. Đây. Đó. Đây, chúng ta đến nóng cuối cùng, chúng ta mình tưởng có xước này. Nóng cuối cùng thì nó giáp gốc này, đa số cần nạo xước hết mọi người nhé, không tránh khỏi được. Nhưng mà xước này xước sơn thôi, không ảnh hưởng gì đến phôi cả. Cây này một cây cần monocarbon Daiwa 53 đọt số 2. Cây này thì có thông số là ngọn sẽ là ngọn 1,1 này, ngọn 1,1 ly này. Ống phi gốc là ống phi gốc 21,7 này, nặng cây nặng 232 g, 300 à đâu 232 g. 232 gram, cây này có mã là 320, sẽ để cho người giá là 700 ngàn. Rồi tiếp tục chúng ta mã 321. 321 thì chúng ta lại tiếp tục có một cái cần Nissin tiếp theo. Một cần Nissin này. Nissin này. Một cây cần này, một cây cần có thông số là dài 5m3 đọt 1.5, hàng siêu nhẹ luôn nhá. Con này sơn này sẽ là sơn màu trắng. Sơn màu trắng bạc rất là đẹp luôn. Đó, ngoại hình bên ngoài này cũng có xước răng, cũng có xước răng. Đó. Cái này thì sở hữu dàn khuyên bát Fuji Titan nhé, NS6, bát Titan NS6 này. Và từ dàn khuyên Fuji đã sáng khói nguyên bản. Dàn khuyên Fuji đã sáng khói nguyên bản. Đó. Mọi người rõ không? À. Đó, đều răm rắp rồi nhé. Rồi chúng ta đi kiểm tra phôi. Phôi bên trong con này đọt thì nó khá là bé rồi nhé. Đọt khá là bé, đọt khá là mảnh. Đây. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không mọi người ạ? Phôi bên trong thì là nó chưa hiện tượng xước gì cả. Rất đẹp luôn mọi người nhé. Đó, đây chúng ta thấy xước rồi, còn xước răm thôi mọi người nhé, xước răm phải phải này, rất là đẹp. Đó, cây cần này là một cây cần Nissin 5m3 đoạt 1.5. cây này thì nó có thông số là ngọn 0.8, ngọn 0.8, ống phi gốc của nó sẽ là 17,8 này, và nặng 170 g, khá là nhẹ mọi người nhé. Cây này có mã là 321, sẽ để cho người giá là 750 ngàn. Rồi tiếp tục chúng ta là 322 thì chúng ta có một cây cần của hãng Sunfit. Một hãng của Sunfit nhá, Sunfit này. Cây này thì nó có tên là Double Carbon, một cái cần hàng nội địa. Cây này có thông số là 5m4 đọt số 2, 5m4 đọt số 2 này. Đó, xoắn hai da rồi nhá, xoắn hai da nhá. Đó, đây ngoại hình đây. Ngoại hình thì có xước răm phải phẩy qua, xước phẩy qua. Cây này sở hữu dàn khuyên bát Fuji F6, F7, bát Fuji F7 này. Và dàn khuyên Fuji đã sắm khóa nguyên bản, dàn khuyên Fuji đã sắm khóa nguyên bản nhá. Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Đây, đó con đọt khá là to không ạ? Đọt khá là to. Con này carbon xoắn vòng, xoắn lò xo, xoắn cộm nữa mọi người nhá. Đó, rồi chúng ta đi xoắn hai da này. Đó, rất là đẹp mọi người nhá. Phôi bên trong cũng có xước phẩy. Phôi bên trong có xước phẩy nhá. Đó, xước này. Đây, có xước nhá. Cây này thì là ngoại hình thì mình đánh giá con này chỉ được tầm 80%, đánh giá khoảng 80%. Cây này có mã là 322, một cần 54 đọt số 2. Cây này có thông số ngọn cho nó ngọn 1.2 này. Ngọn 1.2 này. Ống phi gốc sẽ là 20,1, nặng thì nặng 280 g, nặng 280 g nhá. Đó, một cần xoắn hai da của Sunfit này, mặt trời cá nhá, cá mặt trời này. Đó, Double Carbon 54 đợt số 2. Cái này có mã là 322, sẽ để cho cái giá là 750 ngàn. Tiếp tục chúng ta 323. 323 chúng ta sẽ tiếp tục có một cái cần Nissin tiếp theo. Một cần Nissin này. Một cần Nissin này, cái này sẽ có màu đỏ mọi người nhé, màu đỏ đen này. Cái này có thông số là dài 6m2, hàng hiếm mọi người nhé, 62 đợt số 2 luôn, hàng hiếm đấy. Đó, hàng hiếm nhé. Đây ngoại hình tổng thể bên ngoài này, ngoại hình có xước phẩy. Có xước phẩy. Cái này này sở hữu có dàn khuyên là dàn khuyên Bát Fuji FS6. Bát Fuji FS6 này, và sở hữu dàn khoan là dàn khoan Fuji đã sắm khói nguyên bản, đều răm rắp,
nguyên bản đều dán giáp nhá, chưa thay thế nhá. Đó rồi chúng ta kiểm tra phôi. Đọt đây, đọt số 2, đọt con này khá là to, đọt con này đọt tương đương gọi là 1.3 hoặc đến 1.5 gì đó, khá là to mọi nhá. Đây. Đó. Carbon xoắn vòng, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Phôi thì có sức răng. Phôi có sức phẩy nhá. Đó, có sức phẩy qua này. Đánh giá con này thì phôi trọng vẫn khá là đẹp, chỉ sức hơi hơi thôi, không sức đậm rồi nhé. Đây, đánh giá con này còn khá là đẹp luôn rồi ạ. Đánh giá con này còn khá là đẹp luôn. Đó. Môi cần Nissin. Môi cần Nissin này. Đó, Nissin nhá. 6m2 đọt số 2, 6m2 đọt số 2. Đó, một cái hàng hiếm. Cây này thì là nó có thông số là ngọn sẽ ngọn 1.5 này, ngọn 1.5 này. Ống phi gốc là 22,5 này. 22,5 này. Và cái này có cân nặng là 265g. Nặng 265g, nó khá là nhẹ rồi nhá. Khá là nhẹ nhá, mà nó to nữa. 6m2 này hàng cực hiếm đấy nhá, cực ít nhá. Cái này có mã là 232. À đâu? 323, mã 323 sẽ để cho người giá là 900.000. 323 900.000. Tiếp tục chúng ta lên mã 324. 324 chúng ta đem một cây cần NFT. Một cần NFT này. Đó, có thông số là 54.3, cũng một cây hàng hiếm luôn nhá. NFT này mọi người rõ không? NFT này. Carbon xoắn hai ra từ gốc đến ngọn luôn, từ gốc đến ngọn luôn. Đó, ngoại hình bên ngoài thì có sức khỏe, ngoại hình có sức khỏe. Cái này chữ sàn khoen bát Fuji, bát này sẽ là bát xoáy mọi người nhá. Cái đặc biệt sẽ là bát xoáy nhá, sẽ không phải là bát cài nữa, bát xoáy này. Bát xoáy này rất là chắc chắn luôn, bao chắc chắn luôn mọi người nhá. Đó. Và tới dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sáng khói nguyên bản, dàn khoen Fuji đã sáng khói nguyên bản chưa thay thế nhá. Rất là đẹp nhá. Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Rồi. Đọt số 3 là bao to mọi người luôn. Bao to mọi người nhá. Đó, đây. Còn bò xoắn này. Đây hai da đây. Hai da đây. Phôi bên trong thì cũng có xước răm rồi nhá, phước phẩy nhá. Đó, cây này cho bác nào thấy anh bạo lực dùng cây này là đẹp. Dùng cây này đẹp nhá. Cây này một cây cần LFT 5m4, 5m4 đọt số 3 này. Cây này có thông số nó ngọn sẽ nó ngọn 1.6 ly nhá, ngọn 1.6 ly. Ống phi gốc sẽ là 22,1. Nặng là 283g, nặng 283g. Đó mới cần khá là nhẹ nhá. Mỗi cần này có mã là 324. 324 sẽ để cho người giá là 1 triệu, 324 1 triệu. Rồi, tiếp tục đến cây cần cuối cùng. Cây cần cuối cùng là 325. 325 chúng ta có một cây cần hàng nội địa. Mỗi cần hàng nội địa này. Carbon này, Burnet này, 54. Đó, nó sẽ không ghi thông số nhưng mọi người nhá, nó chỉ ghi thế thôi. Đó, ngoại hình bên ngoài sẽ là sơn bóng này, có chiếc phẩy này. Có chiếc phẩy này. Đây. Đó ngoại hình bên ngoài đấy. Cái này sở hữu là khoen bát Fuji, bát Fuji FS6 này. Bát Fuji 6 này. Và dàn khoen là dàn khoen Fuji đã sắm khói nguyên bản này. Fuji đã sắm khói nguyên bản nhá, chưa thay thế nhá. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra phôi. Đây, đọt con này khá là bé này. Đọt con này tương đương chiếc đọt số 2 thôi mọi người nhá. Đọt số 2 nhá. Phôi này. Đó, phôi thì mới đọt đầu thì chưa đến xước gì cả mọi người nhá. Mới đọt đầu nhìn rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra mới phôi bên trong. Phun trong hiện tượng sức răm mọi người ạ, sức phẩy lông mèo. Đó, sức phẩy lông mèo này không ảnh hưởng gì nhá. Cây này một cây cần mã 325, dài 54. Cây này có thông số nó ngọn 1.2, ngọn 1.2 tương đương là số 2 rồi. Và ống phi gốc sẽ là 22,4 này. Nặng sẽ là nặng 295g, 295g khá là nặng người nhá. Một cần 54 này. Cây này cây cần cuối cùng có mã là 325, sẽ để cho người giá là 600.000. 300.000-600.000. Đó là cây cần cuối cùng của ngày hôm nay. Bác nào thích cây nào, ưng cây nào thì gọi ngay qua số điện thoại này hoặc nhắn tin qua ngay số điện thoại này để chốt hàng trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ không chốt trên YouTube. YouTube nó phản hồi rất là chậm. Mình chỉ chốt qua hai hình thức là một gọi điện qua số điện thoại, hai là sẽ nhắn tin qua Zalo. Đó, Zalo số điện thoại luôn. Thì bác nào ưng cây nào thích nào gọi ngay qua số điện thoại này. Và bây giờ mình phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo. Bye bye.